Thực ra hôm nay rất là vui mừng luôn, được đón xét, được đón tiếp hai thánh nhân đến nhà. Tuy rằng cũng đạm bạc thôi, thế nhưng mà mình cảm thấy là vừa lòng. Những món ăn là được hai thánh nhân đánh giá rất là cao luôn. Quá tươi, quá ngọt, quá ngon luôn. Gia đình thì tiếp đãi niềm nở đó các bạn. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều, và bác, và mấy em. Phèo. Phèo, phèo. Đấy, mọi người thấy không? Đã. Rất là tròn luôn. Phèo trâu nha các bạn. Phèo trâu nha. Sữa để nướng. Đó, vú sữa. Vú sữa trâu. Nướng thôi, nguyên tảng luôn các bạn. Wow. Đã. Đó. Quá. Wow. Quá xương, quá xương. Đã. Cực kỳ không mọi người. Đó. Tí nữa Hưởng Dâu sẽ thách đấu ăn với hai thánh nhân. món đây. Món này mới giữ nè, món này mới giữ. Món phèo đó. Phèo trúng mới giữ đó, không luộc mà phèo trúng mới giữ đó. Đây. Đó. Chúng ta Hưởng Dâu được ăn một miếng trước mặt của hai thánh nhân nhá. Quá đã. Vậy là sắp làm thần ăn rồi. Hey, chào các bạn, mình là Tâm Trẻ đây các bạn ơi. Chào mừng những người bạn vui vẻ của kênh Tâm Trẻ Vĩnh Long nha. Hiện giờ mình đang tới huyện Ba Vì rồi nè mọi người. Huyện Ba Vì của Hà Nội nè. Đang đến nhà của anh Hưởng Râu các bạn. À, đang review cho các bạn xem nè. Nhà của anh đang sửa các bạn ơi. À, nhà của anh thì đang sửa nha. À, anh thì quản lý 4 nhà thuốc nè các bạn. 4 nhà thuốc của gia truyền của dân tộc Dao. Thì chút xíu nữa mình review cho các bạn cùng xem nha. Nha mọi người. Rất đã. Vui hôm nay là anh Quyền và anh Tâm ra, thứ nhất là giao lưu với kênh của Hưởng Dâu, thứ hai nữa là anh em có một chút việc. Nói thật ra thì lúc nào lên video thì mọi người sẽ hiểu. Và Hưởng Dâu hôm nay tiếp anh Tâm và anh Quyền ở trong ra là bằng món thịt heo nướng này, là thịt trâu nướng. Bữa nay mỗi ít thôi các bạn ơi, chỉ chừng 3 ký à. Khoảng 1,5 ký thịt heo. Cứ khoảng hơn ký thịt trâu đó các bạn. Rồi ăn giao lưu rồi mình còn đi công việc nữa các bạn ơi. Nè các bạn ủng hộ cho anh Hưởng Râu nha, cũng như Tâm Trẻ Vĩnh Long nha mọi người. Mồi thơm quá mọi người ơi. Chịu không nổi luôn rồi. Thơm quá các bạn. Thịt heo xiên, trâu sắc nguyên tảng. Rồi chín rồi mọi người ơi, đây nửa cái nủ đây nè mọi người. Rồi quá trời đã luôn. Mồi ơi là mồi. Trời ơi nè, gà nấu chua nữa nè mọi người. À, gà nấu chua hay nấu ngọt gì đi không biết, nhưng mà gà nấu canh đó các bạn. Heo nướng nha. Đó. À là dịch quay, dịch quay. Rồi heo nướng đây các bạn. Canh gà nhá. Rồi anh Hưởng nướng heo đây mọi người. Anh cứ đi. Rồi bún. Rồi rau. Rồi đầy luôn. Ủa, đó là rượu nữa. Canh gà chị Hưởng chị để trong lên cái lẩu của các bạn cho nóng các bạn ơi. Trời lạnh lắm. Trời rất là lạnh nhưng mà trong lòng cảm thấy rất là vui. Được đây giao lưu chơi vui lắm mọi người. Được ảnh hưởng gia đình ảnh hưởng đẩy rất là nồng hậu các bạn ơi. Nè anh đây là em của ảnh hưởng nha các bạn. Bạn tên gì vậy bạn? Em có ảnh hưởng kênh tên gì vậy? Em tên Bảo Bảo nhá. Em tên Bảo Bảo. Em có cái kênh YouTube tên gì đó? Kênh của em là Hưởng Dâu Official. À Hưởng Dâu Official. Đang hot ở trên YouTube đó các bạn. Rồi. Chúc sức khỏe nha các anh chị mình nha. Yêu sinh lý nha. Rượu rồi uống mà khen các bạn ơi. Nướng rau anh đang nướng rau anh làm chén rồi mọi người đó. Châu trời ơi nướng vừa chín rồi các bạn. Sướng lắm, sướng lắm. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh. Đây anh Hưởng anh để cho mình miếng đây. Quá đã các bạn ơi. Cực kỳ. Mời mọi người nhá. Gia đình Hưởng Dâu xin mời mọi người nhá. Dạ,
Cảm ơn chị nhiều. Không mà chị ăn cơm chị. Rồi mày Tướng Anh ăn cơm đi con. Tin quá. Chín hả? Ồ đốt vậy mà mới giờ chín rồi đó hả? Ông Thánh mời gia đình của chị Hưởng với anh Hưởng ông Thánh. Mời rượu ông Thánh. Ông ngồi ông đua không vậy? Đua hở muốn sập cái nhà hàng người ta còn giờ đua nữa. Thực ra nói với fan của hai thanh niên này, Hưởng Dâu hôm nay rất là vui mừng luôn, được đón tiếp hai thanh niên đến nhà, tuy rằng cũng đạm bạc thôi, thế nhưng mà mình cảm thấy là vừa lòng. Những món ăn là được hai thanh niên đánh giá rất là cao luôn, quá tươi, quá ngọt, quá ngon luôn. Gia đình thì tiếp đãi niềm nở đó các bạn. Được tiếp hai thanh nhân là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của hai vợ chồng mình. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều và bác mấy em. Đó. Đó, bà xã mà tính đâu mẹ của Tướng Anh không ạ? À? Ấy chị của Tướng Anh không ạ? À? Làm mồi ngon quá sao không ăn gì chơi vậy? Chào mọi người nhá. À, mọi người có thời gian thì ghé qua kênh của Bảo Bảo xem nhá. Kênh của Bảo Bảo là Hưởng Dâu Official nha mọi người nhá. Hưởng Dâu Official, tháng lãnh có 20 quất rồi các bạn. Mọi người có thời gian thì qua ghé qua kênh của mình xem nhá, ủng hộ cho mình, ủng hộ cho anh em mình. Các bạn nhớ nha các bạn, cứ tiện tay bấm cho Hưởng Dâu Official like đi với một subscribe nha mọi người. Mọi người mà yêu quý Bảo Bảo thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho Bảo Bảo nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok. Là chiều mình còn làm nữa mà. Thôi, chiều mình còn làm việc nữa các bạn ơi, like ra vậy thôi. Đây ra vậy thôi chứ cũng hết cả một đống tiền của anh Hưởng rồi đó các bạn. Chắc lẽ là chia tay video các chia tay video tại đây các bạn ơi nha. Rồi chiều mình còn có dịp làm việc rồi quay video khác, review video khác cho mọi người xem nha. Ôi mồi còn nhóc hết trơn mọi người. Chị Hưởng chào tạm biệt các bạn luôn đi. Chào mọi người nha. Cháu nội chào luôn kìa. Đó, cháu nội đó. Chào mọi người nhé, con chào mọi người. Dâu chào tất cả anh em và fan của hai thanh niên nhá. Xin chào, bye bye. Thanh đang chào luôn, thanh đang không nói, thanh đang chào luôn. Rồi. À, chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này nha. Hay. Bây giờ trên đường đi lại mình dẫn Thanh đăng cái tàu á, lại chỗ nhà thuốc gia truyền á các bạn, nhà thuốc gia truyền của dân tộc Chao thì chuyên trị về xương khớp các bạn ơi, bệnh nhức nè, giống như là thoát vị đĩa đệm nè các bạn, nhức xương khớp nha. Mà giờ đi mình cái đây một năm á thì mình cũng đã bị bệnh đó các bạn, rồi mình uống lên đây mình bốc thuốc mình uống hết, rồi hôm nay mình sẽ dẫn Thanh cái tàu đi lại đây. Rồi sản nghiệp đó mình review cho các bạn cùng xem nha. Hey, chào các bạn, chào mừng những người bạn vui vẻ ở kênh Tâm Trà Vĩnh Long nha. Đây nè các bạn, buổi chiều nè. Trời lạnh lắm mọi người ơi. Nhiệt độ nghe nói đâu 10 độ đó mọi người. Lạnh lắm. Hey, mình đang ở nhà của anh Vượng Râu nè mọi người. Chiều nay cái mình ở đây trong cái chuỗi video là đi Hà Nội xe ba vì của mình đó các bạn. Thì anh Vượng Râu anh đã cho mình cái món là đây nè. Đợi món là thắng cố nha. Như chỗ này là các bạn, bạn xem nè. Đây là phèo trâu luộc đó. Ở dưới đây là vú trâu các bạn, hay vú trâu nướng. Đây là một nồi thắng cố. Chưa. Đây thấy chưa? Một nồi thắng cố. Đó, một nồi thắng cố luôn. Đã mọi người. Chiều nay anh em mình nhậu là mệt luôn á, nó mồi. Say mồi say tình nhưng mà không say rượu mọi người ơi. Đấy, Vượng Râu Official. Các bạn nhớ cho kênh ảnh một like và một đăng ký nha mọi người. Ủng hộ cho mấy anh em làm YouTube có nhiều động lực, làm nhiều video cho các bạn cùng xem nha. Optical nhá. Dạ. Kênh mới của Hưởng Dâu mong mọi người ủng hộ và chia sẻ. Đó, các bạn Hưởng Dâu Optical, hôm nay mình tình cờ ra đây thì gặp được anh Hưởng thì rất là vui các bạn.
Rồi ở đây chơi dẫn đêm luôn. Rồi review cho các bạn cùng xem luôn nha. À, như vậy thì mình úp ha anh hả? Úp xả, ý úp gừng. À gừng rồi xả. Hai thánh ăn là bảo là sẽ ăn hết cái nồi này. Hết, trời ơi, đâu có đủ. Mọi người nhé, đây là phèo. Phèo, phèo. Đấy, mọi người thấy không? Đã. Rất là tròn luôn. Phèo trâu nha các bạn. Phèo trâu nhá. Phèo trâu món đó làm gì anh? Món này đến lúc nước này sôi bắt đầu mình nhúng vào. À. Giống như luộc cái đó các bạn. Đã, đã. Đó, luộc rồi mình lấy kéo ra, mình cắt chấm mắm tôm mọi người ơi. Đó, rồi phải... Đây là nầm sữa để nướng. Đó, vú sữa. Vú sữa trâu. Nướng thôi, nướng nguyên tảng luôn các bạn. Wow. Đã, đó. Quá. Quá xương, quá xương. Đã. Cực kỳ không mọi người. Đó. Tí nữa Hưởng Dâu sẽ thách đấu ăn với hai thánh ăn. Rồi, đúng rồi đó. Về thách đấu thì bữa nay là anh em mình thách đấu thì chắc mấy cháu không có cơ hội ăn. Đó, bây giờ mình phải để vô đây. Anh Hưởng anh để vô đây mà xào các bạn ơi. Đó, sướng không? Sướng không? Ok mọi người nhá. À, xào, xào cho nó săn lên. Lên mâm nó nóng hổi thì bắt đầu là với cảm giác được là hương vị của nó. Đó, như vậy hôm hôm em nấu là chặt lắc, em đâu có ướp gì đâu. Thắng cố nghe mọi người. Thắng cố hồi nãy đâu anh mua 5-6 ký gì đâu. Sau một thời gian nấu xào một hồi rồi bây giờ nó đã thế này rồi nè mọi người. Nhưng mà chắc còn thiếu cay. Thì anh Hưởng Râu anh bị để thêm ít sa tế nữa. Rồi hồi mình cho nước vào nha mọi người. Đó, rồi hồi tới luộc phèo ạ. À. Luộc phèo xong rồi tới nướng vú. Rồi tới bữa tối rồi nè các bạn. Đây nè Bảo Bảo về rồi nè. Bảo Bảo mới đi review về nè. Ngồi nướng này, nướng vú mà ở đây kêu bằng cái gì anh quên rồi. Gọi là lầm sữa. Lầm hả? Lầm sữa hả? Cái này rất nhiều sữa. À là vú sữa đó, vú sữa à. Trâu các bạn ơi. Ngon lắm. Đấy Bảo Bảo đang ngồi nướng nè. Chào mọi người, có dịp ra ngoài Bắc Bảo Bảo mời mọi người ăn món này nha. Quá tuyệt. Món này như thắng cố rồi thôi, thầy luôn. Đây bác Hưởng này ha. Một nồi thắng cố luôn. Rồi giờ bác đang trụng đó. Đang trụng cái lòng non đó các bạn. Ăn nó mới giòn. Trụng lòng non vậy đó, ăn mới giòn. Đã không? Đã không các bạn? Anh mời khán giả luôn đi. Anh mời khán giả ngồi luôn. Để thế này nhá. Hôm nay cũng như lúc chiều, lúc làm đấy là Hưởng Dâu với Tâm Chè Vĩnh Long là cũng đã giới thiệu với mọi người rồi. Đây. Cái phèo này là phải luộc ở trên cái nồi này. Đấy, đến lúc ăn là cho nó nóng luôn. Đó. Đấy, mọi người thấy đấy. Như thế là nó mới giòn ha anh. Đó, ăn kiểu luôn. Ăn kiểu Tây Bắc mà các bạn. Cực kỳ. Thôi mời tất cả mọi người vào bàn nhé. Rồi, vú trâu sữa đã gần chín rồi đó các bạn. Nha. Yeah. Ăn một nồi thằng cố bổ được nó rét. Chào khán giả. Thanh ăn cái tàu nè. Bảo Bảo nè. Bảo Bảo. Hướng Dâu ấp phi khô. Hello. Đây. Mấy anh em cũng nhậu được mà vài chén rồi. Bạn của anh Hướng Dâu đây mọi người. Đây là 5 người rừng nhá. 5 người rừng à. Có. Khi nào mọi người có rảnh thì ghé qua kênh Hướng Dâu Official Show xem ủng hộ anh em Bảo Bảo với Hướng Dâu nha mọi người nhá. Hello. Mồi rất là ngon các bạn nha, mồi ngon lắm, ngon mà giòn cực kỳ luôn. Nói chung mình từ miền Nam ra đây và anh em đãi rất là chân tình, mồi bao la luôn. Cái món đây nâu này mới giữ nè, món nâu nâu mới giữ, món phèo trụng mới giữ đó. Không luộc mà phèo trụng mới giữ đó. Đây. Chúng chúng ta Hưởng Dâu được ăn một miếng trước mặt của hai thánh nhân nhá. Quá đã. Vậy là sắp làm thân ăn rồi. Ok. Quá sướng. Rồi.
Không phải. Bây giờ thì cũng sắp tàn rồi các bạn. Nhưng mà có hai anh bạn của anh Hưởng Râu nè, mới lại nè mọi người. Đang phát trực tiếp ở... Hello, chào anh em nha. Bạn tên gì vậy bạn? Bạn tên gì giới thiệu luôn đi. Em tên anh nghe. Bạn của anh Hưởng Râu ha. Rồi bạn tên gì vậy? Dạ, em tên là Nguyễn. Em Nguyễn luôn. Bạn có anh Hưởng Râu luôn hả? Vâng, đúng rồi. Chào em, chào chị đẹp nha, chị Quỳnh nha. Đó, như vậy thì các anh em ở Ba Vì cũng hội tụ về đây chơi cũng vui các bạn. Quỳnh nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp đâu lần sau nha mọi người.